Xin kính chào quý anh chị, cô bác. Hôm nay bên salon ô tô Di Tâm em vừa về một cái sản phẩm rất chi là đẹp, là con Toyota Vios bản E số sàn đời 2018, màu ghi vàng rất là đẹp nha anh chị nha. Biển số 66A11828. Xe thì được sở hữu là màu vàng cát rất đẹp. Màu này là một trong những màu rất là được chuộng khi mà người ta chọn lựa mua sản phẩm mới ha. 4 thắng đĩa ABS, túi khí an toàn, gương chỉnh điện và gập điện kích hợp xi nhan trên gương. Đó, đây là một con xe số sàn bản đủ nha quý anh chị nha. Màu ghi vàng rất đẹp. Thắng đĩa trước và thắng đĩa sau luôn ha. Đây quý anh chị coi ha, tất cả là được ốp inox hết. Ốp inox hết, đèn đuốc là ốp inox hết, rất là đẹp. Đẹp và sang lắm luôn. Đèn đuốc là sáng trưng, đủ hết, không có thiếu bất cứ một món gì hết ha. Vios bản E sản xuất năm 2018, gốc thành phố Hồ Chí Minh. Xe này thì được mua lúc trước là gốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Xe này thì người ta mua về Đồng Tháp, người ta sang tên mới được có mấy tháng á. Mấy tháng hay một năm gì đó, chúc tâm coi giấy lại. Nhưng mà đặc biệt có một cái là một cái sản phẩm cực kỳ là chất lượng và mới tinh. Nếu anh chị em nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh mua con xe này về sang tên thành phố Hồ Chí Minh, vừa đẹp, vừa rẻ và vừa chất lượng. Bởi vì nó gốc thành phố Hồ Chí Minh thì đi về thành phố Hồ Chí Minh không có tốn 20 triệu tiền biển số nữa. Chỉ có tốn tiền sang tên theo thường lệ là vài triệu đồng thôi ha. Xe này thì sang tên về bất cứ tỉnh thành nào, kể cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì xe này sang tên vỏn vẹn chừng 6-7 triệu thôi nha quý anh chị nha. Rất là rẻ. Mà tự mình đi làm thì có thể rẻ hơn mức đó nữa. Cái đó là đưa dịch vụ làm thì khoảng 7 triệu. Tự mình làm thì khoảng 5 triệu. Thì quý anh chị coi ha. Đây là một con xe Vios đời 2018. Nó rất là đẹp. Đẹp thật tình là đẹp á. Màu ghi vàng. Đẹp từ A tới Z. Đăng kiểm thì còn tới tháng 1/2022. Xe này là nếu đăng kiểm mới là 18 tháng nha quý anh chị nha. Lần đầu tiên mình mua xe xuất xưởng á là đăng kiểm là 2 năm rưỡi. Rồi lần kế tiếp á là 18 tháng riết luôn ha. Đây là một con xe cực kỳ là đẹp. Quý anh chị cũng thấy rồi. Nếu mà tìm ra một cái vết trầy xước ha, mới là vết lỗi nào là tâm chịu hết nha. Nút sơn rin thì còn khoảng từ 8-90% trở lên ha. Sơn rin khá là nhiều, hầu như là rin muốn hết xe luôn. Có bắn tỉa thì phải có thôi. Xe cộ mà. Bây giờ mà lăn bánh trên đường mà hô không trầy là người đó là chạy là siêu rồi, chứ không phải là người phàm nữa. Chạy phải có trầy, mà trầy có tốt. Nhưng mà đừng có lỗi, đừng có tai nạn, đừng có đâm đụng là được rồi ha. Ốc nách bản lời là zin đẹp rin ha. Tấp bi thì miễn bàn, mới tinh. Đây nè cô chú anh chị thấy không? Rất là mới. Tấp bi cửa này nha. Keo chỉ dưới nè ha. Đó, keo chỉ nè, keo chỉ đứng nè. Đây anh chị. Anh chị em mình thấy ha. Đây năm sản xuất nè. Vios E năm sản xuất 2018. Không? Đó, ghế bọc da hết rồi. Ghế bọc da cực kỳ luôn. Ghế bọc da mới tinh. Đồ chơi là cơ bản gắn rất là nhiều. Ví dụ như là màn hình nè, cam lùi nè, cam hành trình nè. Bộ ghế là bọc da màu kem rất là sang và sạch. Nhìn cái xe nó ấn tượng lắm ha. Xe này thì anh chị em nhìn là chắc là chịu liền. Bởi vì nó không có một cái điểm yếu nào hết. Rất là đẹp, đẹp từ đầu tới đuôi luôn. Sơn zin còn khoảng 80-90% trở lên. Được cái màu ghi vàng nữa. Màu này rất là ưa nhìn và dễ sử dụng ha. Đây anh chị em mình coi nha, keo chỉ nè. Cái tấp bi cửa này nha. Bản lời 7 màu luôn. Đẹp quá đúng không? Tâm cho anh chị em mình coi cái phần ở sau. Có mắt cam lùi luôn này nha. Có áo trùm xe luôn ha quý anh chị ha. Có áo trùm xe luôn. Áo trùm xe này là Tâm cho theo luôn nha. Cái thùng này mới tinh nè. Và vỏ này là vỏ theo xe luôn nha quý anh chị nha. Vỏ xe cua này là vỏ theo xe luôn ha. Đã hạ xuống chạy một đôi lần rồi chứ không phải là vỏ chưa chạy. Nhưng mà vỏ rin theo xe luôn là hiệu Dunlop. Vỏ rin luôn, bánh xe cua rin luôn, đồ nghề còn mới tinh mới tỉnh luôn. Thùng bọng mới ha. Cốp là ốc cốp chưa mở chưa tháo nha.
nguyên zin ha, keo chỉ là full hết, tâm bao cho anh chị em mình ha, keo chỉ là full hết nè, đó, không? Đây xương, xương sóc nè, bấm điện rồi nè, zin hết, bấm điện zin hết ha. Đây mình coi nha, cái nội thất nè, rất chi là mới. Odo chạy 60.000 nha quý chị nha. Odo chạy 60.000. Tấp bi cửa nè. Keo chỉ nè. Tấp bi cửa mới rồi, mới ghê không? Mới toanh. Ốc nách bản lời này nha anh chị nha. Bản lời 7 màu luôn ha. Rất là green nha anh chị em nha. Rất là green. Đây là tấp bi cửa ha. Keo chỉ nè. Bọng dè lòng dè là còn mới lắm. Keo chỉ dè nè, anh chị em mình thấy không? Đó, bọng dè lòng dè là mới tinh. Đó. Không có một cái vết gì hết. Cái này là dính cát, dính dầu hát rồi thôi ha. Thì quý anh chị cũng biết rồi, 2018 mà chạy tới nay thì nghĩ địa gì đâu. Xe này mới vừa về lúc tối hôm qua luôn, giờ tâm up lên liền luôn, chưa kịp rửa ráy luôn nha. Thì xe thì nói chung là rất đẹp. Thường thì đa phần là anh chị em thứ nhất là sợ vấn đề ngập nước, thứ hai nữa là sợ đâm đụng, thứ ba nữa là sợ mục mọt. Xe này thì miễn bàn ha, rất đẹp nha anh chị nha. Để tâm quay hết gầm bể được luôn. Đây anh chị em mình coi cái gầm nha, mới 7 màu luôn. Thấy mới không? Rất mới đúng không? Xe này rửa ra là mới 7 màu luôn đó anh chị ạ. À. Chạy mới có 60.000 à. Đúng 60.000 luôn, không tua đồng hồ ha. Cho anh chị em mình coi cái máy nha. Tâm bán là 357 triệu nha. Nãy giờ tâm chưa nói giá. 357 triệu. Đồ chơi là cơ bản có đủ hết rồi. Vỏ dép là cũng còn khá là mới. Tất cả các tính năng là ok hết. Xe này thì lên chỉ việc đổ xăng chạy thôi chứ không làm gì nữa hết. Bởi vì nó quá đẹp. Đây nha. Ốc cabo nè. Keo chỉ nè. Zin hết nha anh chị em nha. Chưa đụng chưa tháo gì hết. Xương dọc, xương ngang, xương đầu gì là ốc ác chưa mở gì hết nha. Bao rin luôn ha. Chưa mở con ốc nào hết nha. Anh chị em thấy không? Cái máy nè. Mới tinh. Máy rất mới. Thấy máy mới không? Cục sinh gươm nè. Mấy cái này còn chấm sơn nào hết luôn. Bao cho anh chị em cái máy đi, khỏi nói đi, bao 100% chưa đụng một con ốc và im rin nguyên, cực kỳ đẹp. Miễn bàn về cái máy nha. Máy đồng sơn. Miễn bàn 357 triệu cho con Vios E đời 2018. Số sàn góc thành phố Hồ Chí Minh. Bao đẹp. Không lỗi. Im ngon như ý, nói chung là xe này leo lên chạy là hài lòng luôn, không? Chạy là phải nói là hài lòng luôn, bởi vì nó quá chất. Người ta đi người ta gìn giữ á,
rất là gìn giữ, chủ xe này gìn giữ lắm. Nhìn đồ là biết rồi. Thường ít khi nào mà mua cái Vios này mà có cái tấm che, cái áo che lắm. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thường là người ta để cái nội thất này nó nhem nhuốc. Còn chủ xe này thì phải nói cái nội thất bước vô nhìn thấy chịu liền. Đây anh chị em mình coi cái nội thất. À, cái vấn đề nè. Không. Anh chị em mình coi cái vô lăng. Thấy giữ hả? Giữ hàng không? Vô lăng thấy giữ hàng không? Không. Ở đồ 68.000. Đúng chuẩn km là 68.000 luôn nha. Cái cũ số này như mới luôn. Nội thất là trần nỉ bọc và ni lông. Đó anh chị em mình thấy không? Bộ ghế da mới tinh. Cái dây xích beo này cũng mới tinh. Xe này đúng chuẩn xe là 68.000 nha. Không tua trả đồng hồ bao luôn nha anh chị nha. Gương chỉnh và gặp điện. 357 triệu xứng đáng đồng tiền bát gạo. Muốn rẻ hơn cũng có nhưng mà xe nó không có được đẹp. Mua cái xe mình xài mình làm của mình đi lâu đi dài mà. Không nói là đi cả đời nhưng mà đi rất là lâu dài. Mua cái xe tốt một chút, mắc hơn 5 triệu 10 triệu nhưng mà được cái chất lượng nó hẳn hoi, về mình đi mình khoái. Chứ mua cái xe rẻ một chút mà về nó hay trục trặc. Rồi có những cái điểm yếu hay là người ta chạy nhiều quá rồi thì về mình chạy không còn được ngon như ý nữa. Bởi vậy nói anh chị em rút kinh nghiệm, cái gì mà cái tài sản mà nó lớn lớn á thì mình đầu tư hẳn một lần cho nó xứng đáng luôn. Còn ví dụ mà cái gì mà nó nhỏ nhỏ đó thì mình mua rẻ một chút cũng được. Ví dụ như những cái món thường nhật á thì mình mua rẻ một chút cũng được. Còn cái xe cái cộ là nó gắn liền với cái tài sản lâu dài rồi thì mình mua cái cho thiệt tốt để về mình sử dụng cái mức độ bền lâu luôn. Nó mắc hơn 10-15 triệu nó cũng là tiền đó chứ không phải là gì, nhưng mà điều nó sẽ mang lại một cái sự lợi ích rõ ràng cho quý anh chị và các bạn khi mà sử dụng nó luôn ha. Tâm xin kết thúc video ở đây, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú quý anh chị và các bạn. Tâm đang review con xe Vios đời 2018 màu ghi vàng cho cô chú quý anh chị và các bạn, rất đẹp, riêng từ A tới Z luôn, gốc thành phố Hồ Chí Minh, và bán cho cô chú quý anh chị và các bạn là 357 triệu. Nếu mà yêu thích thì hãy gọi cho Tâm theo số điện thoại là 0917215512 và địa chỉ nhà mình là ở Bình Mỹ, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương nha. Xin kính chào cô chú quý anh chị và các bạn, xin hẹn gặp lại, và nếu mà có duyên thì mình sẽ kết nối ha. Tâm xin kết thúc video và xin chào tạm biệt.